Hôm nay mình khai thác ăn sơn nha mọi người. Ở trên mà kinh Ngần Thảo xuống là 8 người phải không? Mấy người anh? 2, 4, 6, 8. Rồi ở Vĩnh Thanh là được coi tôi với ông này với ông nhớ. Và ở đây được 4 người nữa. 12 người. Mai mình khai thác khác ăn sơn. Cho về kinh Ngần Thảo. Ê, có ông Hoàng nữa gì vậy? Không biết nữa. Mình bữa nay mình hạ sao à? Cái cây thẳng mẳng có chút tí mà tại vì nó đâu có cái gì nó tốt được đâu. Nè nó chết nè, tôi cưa quá đó nè. Đâm lên dưới con bự hơn. Dưới nó mà đâm lên cây mới lớn. Thôi sát phải không? Vậy đó. Còn mình đốn mình cho trên kinh Ngần Thảo nha. Cho khắp Bắc Nam hết. Ai xin thì mình cho. Nhưng mà chỉ cho nhà thuốc mình là cho nguyên xe thôi, chứ ngoài ra là không có cho ai nguyên xe, nó cho gần. Cho nó ngọt qua luôn á. Mấy năm nay là mình lấy thuốc cho ông Ba Sang. Mới lần đầu mình mới cho ông xe. Còn ai uống thì mình cho thôi, chứ còn cho nguyên xe thì không có cho, còn thuốc ngoại mình cho nguyên xe được. Tại thuốc ngoại mình giàu, ăn so mình nghèo. Đủ xài trong xã thôi. Không không, đi gần một hơi đi mấy ông ấy, hơi đây tôi sắp xếp. Bỏ đi, bỏ đi. Có ở đây mình là đại gì dắt này chợ người ta đang lu bu chứ hơi là xe trống lỏng à. Ở đó đang uống có chút à. Rồi tôi sắp xếp cho mình ông nào chở thì tôi dẫn ra tôi chở một chuyến nữa nè. Ông ai ăn ký đi, xuống đây là địa bàn của tôi thì tôi lo. Cơm nước tôi lo. Chứ còn không hết nha. Nó quá nhiều rồi, luôn hai hàng thôi. Hai hàng là chặt. Mấy hàng trống. Hả? Mấy hàng trống. Hàng trống để mình đốn. Mình đốn cho mình. Chừng nào đốn? Để coi khai về không đốn rồi tôi vô đốn gửi ông ấy. Chỗ tôi đốn anh chút rồi đó. Đốn chút mấy ông rồi. Chị giờ rồi đó anh Ngân này, tôi kể nó đi rồi giờ anh vô nghe hàng có ông. Nó dốc nó cao quá, cứ hạ xuống. Bởi vậy. Nó lên mới tốt được. Đó. Mình đốn hôm nay là hai hàng đi, mình 20 hàng. Mình cho về tận nhà thuốc. Còn cưa nữa không mấy ông? Bỏ cưa qua kéo đó nè. Bỏ kéo qua cưa hết nè. Rồi bỏ kéo đâu có chỗ nghe tần. Cưa đi tôi nghỉ cho. Đỡ lắm à, nghỉ đỡ lắm đó. La. Không ai la cho nó cưa đi, chết bỏ. Ê, coi chừng hơi gớt đó anh ơi, anh cưa mấy cục là gớt đó. Còn mấy anh cưa anh bỏ, anh đây về nhà đi. Anh tránh mình xuống mấy người chú? 8 người. 8 người, ở trên từ kinh thở xuống mấy giờ? Rồi ngay đó đó không hay là ở xã khác? Ở đâu không? Tám người. Sáng là chạy thẳng xuống đây luôn đó ha. Có ghé ăn cà phê uống hủ tiếu gì không? Ờ mình ăn cà phê uống hủ tiếu. Cắt có hai hàng này đó hả? Ờ. Tại vì mình thường thường mình xài các con hàng là xe ba.
Thì bây giờ cũng có trẻ có già. Trẻ thì ít lắm. Nhà thuốc trên bàn già không ạ? Không có trẻ. Đâu đâu không trẻ mà cũng không già. 80 mới có vậy mà con so, ngoài muôn dân lạc nghiệp đủ no. Mọi người sinh đặng con so có một người. Người tốt tư ăn nói vui cười, một muôn chi hậu mà tụi người so le. Đó, bữa nay mình khai thác thuốc đó. Trên dưới 13 người, 12 người. Để bao quê lốc. Thôi cụ ông 95 tuổi là nhảy lên. Đâu ông nào có mạng không, đưa đây tôi nhảy lên cho. Có điện thoại không? Có. Rồi có với lương tâm là không có nhận tại tiền. Ông ba sang tới ông ba nghèo luôn. Là cho thuốc là không nhận tiền. Ba sang ba giàu gì cũng không có lấy tiền hết á. Ông quay cây thuốc là chú, quay cây thuốc là nằm vừa đó, nó ở sát xuống nó không có tưng. Cái gì? Để không chặt đó, để tưng. Không chặt mà khỏi chỉ. Em qua tới đây chắc mình gọi luôn. Thôi kệ, trời giờ tới vui rồi, nói chung bây giờ mấy ông đốn nè, mấy ông no. Mấy ông ăn, mấy ông no, còn tôi quay rồi tôi không no, vậy thôi. Cũng no vậy, tụi mình sử dụng mấy người khác lái lên coi, biết chỗ để xin. Không mà nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ giờ tôi cũng làm công ra có được cây thuốc. Bây giờ hôm nay tôi được khỏe được một chút. Mấy anh em thông cảm luôn nha. Chứ lúc đi lấy trên núi rồi thấy tôi quay vậy chứ tôi cũng có đi lấy thuốc chứ không phải tôi đi chơi không. Nhưng mà sau này mãi mãi đời sau mấy anh sẽ thấy trong cái cuộc đời của các anh đó là nhờ tôi. Con cháu đời sau đó. Nó nói rồi ông bà mình đi lấy thuốc vậy đó. Nhưng mà tôi quay mà không thấy mặt tôi. Như vậy hôm nay tôi sẽ xây lại tôi thấy mặt tôi. Đó. Đây là bao thuốc nam nè, mặt méo méo nè, thần kinh số 7 nè, mặt trai mài nám nè. Đó, mặt trai mài nám vậy đó. Không, chở ít thôi, rồi gồm lòi là ít thôi, chứ không có bắt buộc đừng lòi nhiều nha mấy anh. Anh thứ mấy anh? Thứ tư. Thứ tư là nhiêu tuổi rồi? 60. 60 vậy là em. Em tôi lớn hơn tôi là anh. Như là mình có 60 rồi. Rồi làm thuốc với ông Tư Ngoan được ông ba sang được bao lâu rồi? Mới 3 năm mấy. 3 năm mấy. Được thôi vậy cũng ráng cầu chúc cho mình. Mình gặp nhau không có ở chốn này nữa nha. Gặp nhau ở Tây Phương nha mọi người. Tương thì 36 năm rồi. Còn chú này đợt rồi có đi không? Dạ không, đợt rồi bệnh, đợt rồi cũng hứa đi, nhưng mà bệnh đi không được. Được, được mà đi làm cho nhà thuốc ba sang được bao lâu rồi? Mới cũng có mấy bữa rồi. Mấy bữa ha? Lâu rồi, mấy bữa. Rồi. Mấy bữa đi rồi. Rồi thì bao lâu được, bao lâu được. Một ngày cũng được đó, nói chung là mình biết một ngày cũng được nữa. Nếu mình biết là giác là Phật, mê là chúng sanh nha. Rồi ông nào giữ ông nào, ông này là lâu chứ không có giữ là không được. Giữ là mấy ông hổ mới giữ. Ông này làm lâu, ông này đi làm, ông này đi kiếm phước lâu chứ không có làm từ thiện, không có làm từ thiện cho ai, cho mình làm cho mình. Cho nên hôm nay mình đi kiếm phước. Không, bây giờ mình đây mình đủ dao gà rồi, bây giờ dao trong bao đó đó chú, dao lấy cổ ấy đi, đừng cho lộn. Có mình có lấy mà mình không có đem ra rồi. Bây giờ vậy là chú lấy cổ trần xuống đi. Nè, bây giờ còn chú, coi ở đâu chú dẫn con đi, con lòi lấy ra nè. Làm lòi phải không? Rồi nó mà chết coi tôi phơi nữa. Cái bãi này mình tính đem bỏ ở đâu nè anh ba. Ở đâu mình xem mình tính lấy. Chạy qua trước cửa ủy ban đó. Để ngay cửa ủy ban đó, ngay cái bả ngã ba thòi lòi đó chú. Hôm nay là đầu năm, là cuối năm mình cho anh đợt chứ còn đầu năm mình hả cho anh đợt nữa. Cho ba sang.
Đó. Còn ai mà cần ở Bắc Nam, cả nước Việt Nam, xin thuốc khô thì mình cho uống thôi, chứ không có cho nguyên xe. Chỉ riêng biệt là ông Ba Sang là mình cho nguyên xe. Không phải cá nhân mà mình lấy thuốc cho ông mấy năm nay, bây giờ là mình cho, chứ không có cá nhân nha mọi người. Cái này là thông cảm chứ không có cá nhân. Nhưng nhà thuốc của ông cần cái này lâu rồi mà mình không có được cho. Hôm nay mình mới cho. Bây giờ mình đang trồng cây một công cây xạ đen. Cây xạ đen của mình bây giờ hôm nay là nó cũng tốt rồi nha. Đó. Đó, xạ đen mình hôm nay là thấy hàng rồi đó. Xe mình là coi như là mình cái đội thuốc nam mình là mấy chục người, nhưng mà gắn bó với mình là chỉ có bốn người, như mình đó là năm người. Một là Út Nhớ, hai là Năm Thanh, ba là ông Hem, ba Hem, bốn là Tư Lận, Năm Lận gì không biết rồi, bị bạn mình không biết thứ mấy, ông nhiều thứ lắm. Là bốn người đó với mình là năm người gắn bó với thuốc nam thôi, chứ còn chết sống thì mạnh ai nấy chết, mạnh ai nấy sống. Đó, giờ mình khai thác là mình cho nhà thuốc, còn ai xin thì mình cho là ngang thuốc ăn so là chỉ là ung thư gan, sơ gan nè, là men gan cao, gan nhiễm mỡ vân vân, là các nói là thuộc về gan. Là ai xin là điện là mình cho, mình có số điện thoại đó 0368305934, điện là có, mình có gửi tới. Chi phí xe cộ mình cho luôn, ai cần thì bắt lên là thấy là xin nha. Thuốc này nó có giá trị, nhưng mà tại vì mình cho người ta không biết, ta tưởng đâu nó không có giá trị, cho nó là 100 mấy nghìn ký đó. Ở Đồng Nai người ta bán 130, còn mình không có lấy đồng nào hết. Nói cho gành. Bây giờ cái clip mà lên 130 nó cầm luôn, nó không dám nói nữa rồi. Tại vì thuốc nó bán giờ nó không dám lên tiếng nữa rồi. Nhưng mà có người nghe mà cái nói là thuốc cho là thuốc dở, còn thuốc bán thì thuốc ấy, thì mấy người nhà giàu thì cứ làm vậy đi. Phải hỏi người ta lại đúng không? Bây giờ anh hỏi cái gì anh? Anh so, anh sao? Có một số người hỏi anh trồng anh cho thuốc nam này để trị bệnh đó, bao nhiêu lâu mới thu hoạch? Thí dụ mình trồng á thì theo thí dụ như ước tính á, nếu mình mới trồng đợt đầu á, chừng 8 tháng trở lên mới có được thu hoạch, tại vì cái đợt đầu thì nó lên lâu, còn nếu mà đợt sau thì mình cắt rồi đó, có thể là 6 tháng mình thu hoạch được. Hả? Không có xạ phân à, không có xạ phân, không có xịt thuốc. Lại giờ mình nói đó là mình có đường ống nè. Nói. Chắc cả khoan gì ông. Chặt hết, nhưng mà chặt từ từ chứ không bao giờ chở hết, bởi vì mình cho là hai lú là nó lại là chở là ứ rồi đó. Bây giờ chặt hai luống đi, cả chở hết không hết gì đó, thì lại đẳng bớt thuốc khô lại, lỡ rồi cho vô này luôn. Tại vì bây giờ xe mình nó rộng nhưng mà bị lấy thuốc khô, nhưng mà thuốc khô không lấy là không được, bởi vì để lâu quá rồi. Cho nên là mình hôm nay mình vô cái hết hai hàng này đi, coi là lần đẳng có thừa là thừa thuốc khô, phải thừa thôi. Tại vì hai hàng này là thường thường là nhiều lắm. Thường thường là tôi chở có, tôi đốn có hàng à, với hàng gửi thôi là 30-40 bao rồi, còn này nó còn tư gì nó nhiều lắm. Nếu mà nhờ chặt cái gì chứ còn không chặt là chở giỏi lắm là hơn hàng là đầy rồi. Thấy đó. Coi anh thứ mấy quên anh. Anh thứ năm.
Anh cũng 60 mấy tuổi rồi nè. 63 tuổi về tức. Cái anh 64 tuổi đó anh làm gì núp núp đó anh? Ê, người nam là đáy là sọt vô ra ra, còn người bắc thì sọt máng nha. Có đồng đạo ở trên Cần Thảo xuống 8 người, ở Vĩnh Thành 5 người, là 13 người. Anh làm cái nửa dòng anh nghỉ rồi không? Sao cái này điện anh ít bắt máy quá vậy anh em? Sao anh? Lớn tuổi rồi cậy anh, nhưng mà chuyện nào điện bắt máy anh. Không đi thôi, không có gì chân á, anh em thì ví dụ nó mất công việc thì thôi. Rồi về cái là mình nháy điện thoại lại rồi gần mới điện lại cho anh em mà. Máy giờ nó có hư rồi. Ừ. Thì anh nói gì nói tung làm thêm cái nói anh. Thân cùng chúa nhắm mắt cũng ra ma nơi. Ừ, vậy thôi. Chứ không lẽ ra quỷ. Cho anh Hân đi. Chứ giờ mình nói ra cái mình thì anh em ta nói cái lý lẽ, mình nói lý lẽ phải không? Đó, thuốc mại và thuốc thuốc cây ăn xo và xà đen. Không, xà đen mình bữa nay bắt đầu mới phát à. Công thuốc 5 công gãy bây giờ trở thành 5 cây công thuốc nè. Woo. Đó. 5 công gãy bây giờ trở thành 5 công thuốc nam nè. Đó. Ai xin bắt nam gì mình cũng cho hết á. Uống là trị bệnh gan, sơ gan, men gan cao, ung thư gan, gan nhiễm mỡ, vân vân, là thuộc về gan đó. Thì ai cần là điện là mình cho liền, mình số điện thoại mình nằm trong máy đây, 0368305934 đó. Ai xin thì mình cũng cho hết. Bắt nam gì người gì, bất cứ nước nào xin là mình cho. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, cái gì cũng nắng mưa mình cũng chịu hết, cam đành hết, biết độ cho nhân loại vào dòng để khổ, cầu cho bá tánh vạn dân tai qua nạn khỏi. Con cầu xin Đức Phật Ca Di Đà rước tất cả vong linh chúng sanh và vạn vật về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng tắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Ta dù có cách muôn năm vạn lời, cứ chữ hiền lương mà làm, ít lâu, thầy ta nói ít lâu, ta cũng trở về, khuyên cùng bốn đạo, chớ hề lãng sao nghe mọi người. Rồi thôi, mình chào mọi người. Thay mặt lên đây coi đặng tôi nói cho tao biết. Đặng tôi làm bằng chứng tôi quay lên. Ờ, giờ anh nói không cho phải không? Tôi không biết, bây giờ người ta ta hỏi sao mà lấy tiền mà sao mà tôi biết. Tôi nói anh hem anh cho tôi biết, được không? Không biết thôi, vậy là không có nghe. Mọi người ở đây là ông hem ông không biết nha. Vậy là thôi. Mà tôi cũng đâu nói anh ơi là ông nào lấy tiền đâu mà anh nói à anh. Bây giờ tôi chưa nói gì nghe anh. Anh tự anh nói à. Ê ba Quỳnh Bá sao anh ba? Hả Quỳnh Bá hả? Hả luôn. Còn đây boss hay nè. Con đây boss. À không phải, ông này gồm ông đem về. Lấy boss đó ông đó. Ông đó kẹt.
Rồi đó, thôi vậy hôm nay là hết rồi. Mà mấy ông lấy đi, tôi đốn khác cũng được chứ có sao đâu. Ở đây mà. Trời ơi, dùng biết nhiêu cho đậu mấy chú mấy bác u. Thì hết cứ này thì chín cứ khác nữa chứ. Dùng thú nam mà hốt rồi biết nhiêu cho đậu. Chứ tôi cũng đâu có giành được đâu. Phải không? Chịu khó mình có công chút. À, hôm nay mình đốn tới đây là nghỉ rồi nghe. Thôi. Mình bây giờ tới đây mình cầu chúc cho trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn. À, anh em mình nói về cực lạc một đàn nha mấy anh em. Đưa tay lên coi, phải không? Quang Hu. Trời ơi, sao không ai nữa? Ê, anh đừng nói vậy nghe, à cái lời nói của mình nó là ảnh hưởng tới sau này nghe. Ông nghe ông nói tiếng ông nói kiểu như mấy thầy chùa mà đọc mà để tiền ra cúng đó mà mấy thầy chùa lại đọc đó, mấy thầy chùa gặp đâu.